Chào mừng quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, vạn sự hanh thông. Như quý vị và các bạn đã biết, để biết trước được những gì sẽ đến trong năm mới, quý vị và các bạn cần phải xem tử vi cho tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988 trong năm 2023 Quý Mão. Như quý vị đã biết, tử vi học là môn khoa học đầy đủ chính xác và cặn kẽ về mệnh lý của con người. Khi xem tử vi cho tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988 trong năm 2023 này, quý vị sẽ nắm bắt được cuộc sống của mình về các phương diện, tiền tài, gia đạo, tình duyên và công danh, sự nghiệp cũng như sức khỏe của mình. Qua đó sẽ giúp quý vị có những bước đi vững chắc cho tương lai của mình. Trong phần luận giải về tử vi của tuổi Mậu Thìn trong năm 2023 Quý Mão này, thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt sẽ chỉ rõ cho quý vị về vận hạn cũng như những phương pháp hóa giải để quý vị có được những bước đi đúng đắn nhất cho tương lai. Nắm được thiên cơ từ đó mà hành sự sẽ nhận được thuận lợi hơn. Xin mời quý vị cùng theo dõi bài luận giải của thầy Gia Cát ngay sau đây. Thưa quý vị, để có được một năm mới may mắn và bình an, vào đầu năm, các chuyên gia phong thủy khuyên mọi người làm lễ nghênh thái tuế khi cúng sao thừa ngoài sân để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi. Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ Mậu Thìn sinh năm 1988 để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Tổng quan vận mệnh tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988 nam mệnh trong năm 2023. Năm 2023 hứa hẹn công việc làm ăn thuận lợi, có quý nhân giúp đỡ, không ngừng thăng tiến về chức vụ cũng như gia tăng tiền bạc. Năm nay gia chủ có cơ hội đi xa, thậm chí xuất ngoại, đi tới đâu cũng gặp người tốt giúp đỡ, mở ra nhiều cơ hội làm ăn và cả phát triển tình cảm cá nhân. Về sức khỏe, cần đề phòng tai nạn xe cộ, các bệnh liên quan đến hệ thần kinh như đau nửa đầu, thị lực giảm sút, trí nhớ kém. Ngoài ra trong năm nay, dễ dàng cùng người phát sinh miệng lưỡi tranh chấp, đề phòng bị người liên lụy và mưu toan, cẩn thận mất tiền bên ngoài. Năm nay có thể tham gia nhiều cuộc gặp gỡ bạn bè cũ, gắn kết tình cảm, tăng thêm tình nghĩa. Xét về vận hạn năm Quý Mão 2023, Mậu Thìn 1988 năm mệnh gặp phải. Sao chiếu mệnh là sao Mộc Đức, vận hạn Huỳnh Tuyền, hạn Tam Tai, gia chủ Phạm Tam Tai. Mậu Thìn 1988 nam mạng gặp 3 năm hạn Tam Tai liên tiếp, cho nên trong 3 năm này, gia chủ nên và không nên làm gì để mọi việc được diễn ra thuận lợi và suôn sẻ. Năm đầu hạn Tam Tai, gia chủ không nên bắt đầu làm những công việc trọng đại. Năm giữa của hạn Tam Tai, gia chủ không nên dừng việc mình đang tiến hành, bởi nếu sau khi dừng lại, nếu tiếp tục dễ gặp nhiều trở ngại, không suôn sẻ và thất bại. Năm cuối của hạn Tam Tai, gia chủ không nên kết thúc công việc quan trọng vào đúng năm này. Hạn Hoang Ốc, Phạm Hoang Ốc, Kim Lâu không rơi vào Kim Lâu. Về địa chi, Thìn gặp Mão, quan hệ bình hòa, hay nói cách khác, người tuổi Mậu Thìn năm nay không phạm thái tuế. Xét về mối quan hệ thiên can, Mậu Dương Thổ gặp Quý Âm Thủy là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong năm cần chú ý lời ăn tiếng nói, cẩn thận thị phi từ miệng mà ra. Làm việc với cấp trên cần khôn khéo, tránh bị áp chế sắp đặt, ảnh hưởng đến công việc. Trong năm Quý Mão 2023, gia chủ Mậu Thìn 1988 cần chú ý tháng Nhâm Tuất, tháng 9 âm lịch, từ ngày 15 tháng 10 đến ngày 12 tháng 11 năm 2023 dương lịch. Đây là những ngày đại kỵ với gia chủ Mậu Thìn 1988. Vào những ngày này, cần hết sức đề phòng tiểu nhân tìm cách quấy phá, những thị phi không đậu ập tới. Xem sao chiếu mệnh, vận hạn và cách hóa giải cho Mậu Thìn 1988 nam mệnh. Trong năm 2023, nam mệnh Mậu Thìn 1988 gặp sao Mộc Đức chiếu mệnh. Sao Mộc Đức là một phúc tinh thuộc hành mộc, hướng tới sự ăn vui hòa hợp. Trong năm gặp sao này thường gặp nhiều may mắn và có tài lộc, thăng tiến trong sự nghiệp, công việc kinh doanh thuận lợi, có thể kết giao được nhiều bạn tốt. Với bản chất là phúc tinh nên sau này tốt cho cả nam và nữ. Sao Mộc Đức hay còn gọi là Mộc Đức tinh quân, người mệnh kim hoặc mệnh mộc gặp Mộc Đức sẽ trở ngại ở về tiền vận, nhưng cuối cùng lại được gặp thuận lợi và an toàn. Mặc dù sao Mộc Đức là sao chiếu mệnh mang đến nhiều điều tốt cho người được chiếu, tuy nhiên theo quan niệm của người xưa thì dù gặp sao tốt hay xấu chiếu mệnh vẫn nên hóa giải nhằm cầu bình an, may mắn và giảm trừ vận hạn. Và dưới đây là hai phương pháp hóa giải sao Mộc Đức phổ biến.
cúng dâng sao giải hạn vào lúc 5 đến 7 giờ ngày 25 âm lịch hàng tháng. Đây là thời điểm mà sao Mậu Tuất đang viên chiếu sáng nhất trong tháng. Lễ vật bao gồm hương hoa, trái cây, oản, trầu cau, gạo muối, mũ xanh, nước, đinh tiền vàng và 20 ngọn nến cùng với 7 vị màu đen có viết Đức Đông Phương Giáp Ất Mộc Đức Tinh Quân. Tất cả lễ vật chuẩn bị đều phải có màu xanh, trường hợp không phải màu xanh thì bọc giấy màu xanh bên ngoài hoặc để tấm giấy xanh lót bên dưới lễ vật, hoặc có thể áp dụng yếu tố phong thủy để khắc chế. Sao Mộc Đức là sao chiếu mệnh thuộc hành mộc, do đó để tăng cường cát khí của sao tốt, gia chủ được sao Mộc Đức chiếu mệnh hãy dùng màu xanh lá thuộc hành mộc. Điều này sẽ tốt về tình duyên, hôn nhân và những mối quan hệ khác. Ví dụ, sao chủ có thể đeo trang sức hay đá quý màu xanh lá như ngọc phỉ thúy, hoặc gia chủ có thể sử dụng màu đen thuộc hành thủy, với quan hệ tương sinh với mệnh mộc thì càng thêm tốt, có thể đeo thạch anh tóc đen. Tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988, nam mệnh năm nay gặp hạn Huỳnh Tuyền. Khi nói về hạn này, người xưa đúc kết ra câu lục bát: Huỳnh Tuyền bệnh nặng nguy vong, tam heo đau mắt, đề phòng tay chân. Về sức khỏe, chủ sự khi gặp hạn này sẽ gặp chứng đau đầu, chóng mặt, mặt mũi sa sầm, ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày. Về làm ăn kinh doanh, buôn bán bằng đường thủy, sông nước sẽ không gặp được thuận lợi, gặp nhiều khó khăn và trắc trở. Hóa giải, vốn Huỳnh Tuyền là đại hạn chủ về sức khỏe, vì vậy khi gặp hạn này cần chú ý hơn về mặt sức khỏe. Theo phong thủy gia cát thì tất cả các công việc liên quan đến đường thủy, gia chủ đều không nên tham gia, dù ít hay nhiều cũng để lại hậu quả khôn lường. Về phương diện cuộc sống, không nên đứng ra làm chứng hay vay mượn cho ai cả, sẽ dễ mang họa vào thân, tiền mất tật mang. Luận tử vi Mậu Thìn sinh năm 1988, nam mệnh theo tháng âm lịch năm 2023. Tháng 1, đón xuân cùng gia đạo đầu năm, Mậu Thìn sinh năm 1988, nam mệnh có tình cảm của thành viên trong nhà không được tốt. Tháng 2, tiền bạc của gia chủ trong tháng này có sự tiêu pha, hao tán nhiều, bên cạnh đó sức khỏe không tốt, đặc biệt là về đường tiêu hóa. Tháng 3, trong gia đình có người thân ở xa về trong tháng này. Tháng 4, sức khỏe trong tháng này không được tốt, có thể bị ốm đau hoặc bệnh tật lâu ngày khó khỏi. Tháng 5, di chuyển xe cộ trong tháng 5, gia chủ nên hết sức cẩn trọng. Trong nhà tháng này có thể có người bị ốm đau, bệnh tật. Tháng 6, có tin vui trong họ hàng, anh em bạn bè trong tháng này. Đó có thể là việc hỷ tín, cưới xin, cũng có thể là thêm người. Tháng 7, trong tháng này cần chú ý cẩn thận di chuyển miền sông nước. Tháng 8, đây là tháng người sinh năm 1988, nam mạng, chú ý các vật sắc nhọn sao kéo đâm phải, hoặc chú ý đường ăn uống, tiêu hóa. Tháng 9, tháng này sức khỏe không được tốt. Tháng 10, di chuyển bên ngoài cần chú ý vì có dấu hiệu tai nạn bất ngờ đến với gia chủ. Tháng 11, có niềm vui lớn do người khác đưa tới. Tháng 12, trong tháng cuối năm, nam Mậu Thìn đón nhiều tin vui trong anh em họ hàng nội tộc, ngoài ra có thể gặp được người mong muốn ở trong tháng. Tổng kết tử vi tuổi Đinh Mão sinh năm 1987, nam mạng. Tổng kết tử vi tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988, nam mạng trong năm Quý Mão 2023 về sự nghiệp. Năm 2023 có thể là một năm Mậu Thìn sinh năm 1988 phát triển sự nghiệp. Trong năm này, bạn cũng sẽ có một sân khấu nơi bạn có thể thể hiện tài năng của mình và giành được sự ưu ái của ai đó để đứng trên một sân khấu lớn hơn, có thể trau dồi bản thân, giúp bạn nhận được sự đánh giá cao của người khác. Ngay cả khi như vậy, bạn cũng không được tự hào, tự mãn, có thể bạn mất mát cơ hội thăng tiến hơn nữa. Bên cạnh đó, còn có được sự giúp đỡ của quý nhân, dễ dàng có bước ngoặt, nếu không ngại vất vả, để bản thân tự làm, phát huy tài năng của chính mình, thành tích nhất định vượt xa khỏi dự tính. Nên chăm chỉ nỗ lực, năm nay thành tích nổi bật, bất luận là vận thế nam, nữ đều mạnh mẽ vô cùng. Cho dù là người kinh doanh hay công chức đều có cơ hội được quý nhân chỉ điểm, chỉ dẫn phương hướng. Về tài chính, với nhiều kênh đầu tư khác nhau, nguồn thu của gia chủ ngày càng đa dạng, không chỉ phụ thuộc một nguồn thu nhập như trước, theo đó mà tình hình tài chính được cải thiện đáng kể, nhiều cơ hội làm giàu mở ra trước mắt. Người kinh doanh buôn bán gặp thời gặp vận, môi trường khách quan hỗ trợ ngày càng phát đạt, người làm công ăn lương có nguồn thu ổn định, dấu hiệu tăng nhẹ vào tháng 6 cuối năm. Về sức khỏe, Mậu Thìn sinh năm 1988 có sức khỏe tốt trong 2023, nhưng bạn vẫn cần chú ý đến nó. Một số lượng lớn người sẽ tập trung vào sự nghiệp của họ và sẽ không thấy rằng họ có vấn đề nghiêm trọng về thể chất cho đến khi họ đạt đến một độ tuổi nhất định. Điều này rất lý trí. Nếu bạn muốn không hối tiếc trong tương lai, bạn nên chăm sóc sức khỏe của mình ngay bây giờ. Năm nay bạn có thể bị một số vấn đề nhỏ về thể chất. Đây có thể là một báo động để nhắc nhở bạn phải theo dõi sức khỏe của mình, nghỉ ngơi kịp thời và tập thể dục đúng cách. Mệnh chủ Mậu Thìn làm ngành nghề có độ nguy hiểm cao nhất định, phải cẩn thận.
Nếu có thời gian nên đi chùa thường xuyên để tâm được tĩnh, mệnh chủ trong năm nay cần phải sử dụng vòng cổ, bát bảo, tâm kinh để bổ trợ thân mệnh cho mình. Đây là pháp khí phong thủy của nhà Phật, mang lại sức khỏe, giúp chiêu vận quý nhân, kích tài, nạp phúc, tăng cường hòa hợp, thiên địa nhân hợp nhất. Vật phẩm phong thủy cũng đã được thầy Sa Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ, đặc biệt tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988. Về tình cảm, gia đạo, bạn là người Mậu Thìn sinh năm 1988 có thể hướng ngoại hơn và sẵn sàng thể hiện hoặc thể hiện bản thân vào năm 2023. Ngoài ra, bạn sẽ mong muốn có một mối quan hệ tốt và có được tình yêu và sở thích của bạn. Cho dù đó là một hoạt động hẹn hò được sắp xếp bởi các thành viên gia đình hoặc một bữa tiệc, bạn có thể rất tích cực tham gia. Nếu bạn đã tham gia lãng mạn, đốt cháy giai đoạn, bạn có thể chia tay hoặc kết hôn trong năm nay. Nếu bạn đã kết hôn, bạn có thể thấy cuộc hôn nhân đầy khúc ngoặt và căng thẳng. Sau đó bạn nên hợp lý và giải quyết các vấn đề tình cảm đúng cách để ngăn chặn nó ảnh hưởng đến cuộc sống chung của bạn. Về mặt tình cảm, năm 2023 là một cơ hội không tệ để thoát khỏi cảnh độc thân. Bạn độc thân, mệnh chủ Mậu Thìn nên nắm thật tốt cơ hội này để tiến tới tỏ tình với người trong lòng, tỷ lệ thành công rất lớn. Gia chủ nên đem bên mình vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn, giúp kỵ tà hóa sát, gia đình hòa hợp. Đặc biệt vòng cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ Mậu Thìn sinh năm 1988 nam mạng để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thưa quý vị, trong cuộc sống không phải ai cũng luôn gặp được may mắn và thành công. Mỗi năm vận hạn của mỗi người sẽ khác nhau. Chính vì thế mà chúng ta luôn phải vững tin vào cuộc sống đầy chông gai này. Qua phần luận giải của chúng tôi, quý vị đã phần nào nắm được vận hạn của mình trong năm 2023 Quý Mão, từ đó sẽ có những bước đi vững chắc hơn trong tương lai sắp tới. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chương trình trong suốt thời gian qua. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.